các kỹ thuật chẩn đoán. Thì thầy Quang đã giới thiệu các anh chị rất nhiều về X-quang, siêu âm, các loại vi tính, có thể là còn nói qua phòng điện tử. Riêng bài của tôi trong tuần này và tuần sau thì chúng ta sẽ tập trung nói về cái cộng hưởng từ. Thì cộng hưởng từ là một cái kỹ thuật khá là cao và mới mẻ với phần lớn các anh chị ở đây. Đấy là lý do vì sao mà tôi đợi đến cuối kỳ chứng chỉ này tôi mới dạy, để cho các anh chị đã được học trước những cái kỹ thuật như X-quang, siêu âm, các loại vi tính, các anh chị hiểu được vai trò các kỹ thuật đấy. Bây giờ chúng ta vào cái kỹ thuật tiếp theo đấy đó, thì cộng hưởng từ. Có thể là một số anh chị đã từng làm cộng hưởng từ hoặc đang làm, cũng có một số anh chị là chưa hề làm. Thì cái này là trong chương trình các anh chị học ở đây, chương có một cao học hay là nội trú, thì yêu cầu các anh chị phải nắm được thì cơ bản là gì? Thứ nhất là hiểu được cái vai trò của cộng hưởng từ. Ngày nay các anh chị phải biết được nếu như các cái bệnh lý của gan, sau khi chúng ta làm siêu âm, chúng ta làm X-quang, làm các loại vi tính mà chưa trả lời được những câu hỏi, ví dụ như có phải là ung thư gan hay là không, thì chúng ta biết cái tiếp theo chúng ta phải chỉ định để cho cộng từ gan mật. Hoặc là các anh chị có các bệnh lý, bệnh nhân nghi ngờ là nhồi máu não, chụp các loại vi tính bình thường hoặc là chụp các loại vi tính mà nó chưa rõ, thì các anh chị phải biết như vậy cần thiết là phải chụp ngay cộng hưởng từ. Và chụp cộng hưởng từ là chụp những cái súng gì, rồi trên cả cái súng đấy chúng ta có thể thấy những cái gì. Thì không đòi hỏi các anh chị phải biết quá sâu, nắm quá rõ, nhưng mà trong vòng 2 hoặc 3 năm học chẩn đoán ngắn này thì yêu cầu các anh chị có được một kiến thức tương đối cơ bản. Thì vai trò của cộng hưởng từ trong từng cái hệ cơ quan thì nó có khác nhau, thì sau này trong từng cái chứng chỉ các thầy sẽ nói sâu hơn. Riêng trong cái phần tổng quan này thì chúng ta sẽ nói chủ yếu là về cái nguyên lý tạo ảnh. Thì nguyên lý tạo ảnh là cái chung nhất và giúp cho các anh chị sau này học trong các hệ cơ quan, các anh chị hiểu được vì sao cái tổn thương này nó lại tăng tín hiệu trên T1 mà lại giảm tín hiệu trên T2, rồi cái flare là cái gì, rồi cái steer là cái gì, vân vân. Thì đấy là cái mục đích chính của cái chương trình ngày hôm nay. Cái phần ngày hôm nay thì cùng nói trước, cái phần này là cái phần nó phức tạp và khá là khó hiểu nhất trong tất cả cái phần nguyên lý tạo ảnh của chẩn đoán nặng. Nên nếu như các anh chị đây là lần đầu tiên nghe về cái nguyên lý này, nghe tôi giảng về cái phần nguyên lý này, thì sẽ thấy rất là khó hiểu và khó theo dõi. Thì khuyến cáo là các anh chị về đọc thêm sách và tài liệu thì có rất là nhiều, tác giả ngoài nước cũng có, trong nước cũng có, ở bộ môn thì chúng tôi cũng biên soạn khá là nhiều. Thì các anh chị sẽ đọc và từ từ các anh chị sẽ ngẫm dần. Thì đầu tiên để làm rõ cái mục tiêu của chương này thì cũng có một số cái câu hỏi xem thử các anh chị nắm được ngắn mức nào. Những câu hỏi đầu tiên này, các anh chị đã làm, có thể làm cộng từ hoặc đi thực hành ở bệnh viện rồi, các anh chị thấy có một số trường hợp xuất huyết nào được chụp cộng hưởng từ. Vậy thì theo các anh chị cái tín hiệu của xuất huyết nào trên cộng hưởng từ thì nó như thế nào, nó tăng tín hiệu hay là giảm tín hiệu? Ở đây có lớp trường lớp nội trú nè, nội trú 1. Dạ có, em nghe đây ạ. Rồi, em tên gì ạ? Dạ em tên Võ Quốc Huy ạ. Rồi, em đi bệnh viện ở trường như vậy cũng có thể là gọi là hết cái năm 1 rồi. Tháng sau là thi tay nghề để chuyển vào năm 2 bắt đầu ký rồi. Vậy thì em đã có dịp nào tìm hiểu về cái cộng hưởng từ chưa? Dạ chưa thầy ạ. Mới tìm hiểu về CT thôi ạ.
Có bao giờ thấy cái xuất hiện nào trên cổng tư chưa? Dạ rồi thầy ạ. Rồi, chứ thử trả lời xem theo em cái xuất hiện nào nó có tín hiệu như thế nào trên cổng tương tự. Dạ thầy là tăng tín hiệu trên cả sóng T1 và T2 ạ. Tăng trên cả T1 và T2. Để là em đang nói ở giai đoạn nào? Dạ thầy là giải đoàn cấp ạ. Giai đoạn cấp. Rồi, cảm ơn em. Có ban lập phó không? Lập phó của nội trú không? Nội trú có ban mới được không? Qua lập trường ngắn của anh này nè. Rồi, chưa gì câu hỏi thứ hai. Nhồi máu nào có tín hiệu thế nào trên cổng hướng tư khuếch tán? Có bằng lập trường là cao học không? Dạ tôi thấy có em Rồi, có bao giờ thấy cái nhồi màu nào trên cổng tư chưa? dạ thưa thầy chưa Chưa. dạ em chưa học cụm từ Đi lâm sàng cũng gần 1 năm rồi nè, nửa năm. dạ tụi em mới bắt đầu đi lâm sàng được 5 tháng à được 5 tuần thôi ạ Rồi 5 tuần. dạ Nội trú đi trước, cao học, như vậy là phải. Tăng cường học thêm. Có anh chị muốn chữ số 1 ở đây trả lời được câu này không? Các anh chị thì nhôm màu nào nó có tín hiệu như thế nào trên cộng từ khách ta? Có anh chị mua chữ số 1 đã làm cộng từ rồi. Giải cứu cho mấy bạn ngồi trụ báo học xem. Soạn lập trường là chữ số 1 đúng thuận. Dạ thầy, thưa thầy, em chủ yếu làm ở bệnh viện làm siêu âm thầy ạ. Dạ thầy. Rồi, như vậy hỏi qua để cho biết thì như vậy phân loại cản chỉ thì làm nhiều là siêu âm và X-quang thì như vậy cũng tốt, thì đấy là lý do cản chỉ đi học chuyên khoa 1. Thì khi đi học thì cản chỉ sẽ được học thêm nhiều thứ nữa. Hy vọng sau 2 năm học này cản chỉ sẽ tích lũy được một số cái kiến thức và kỹ năng cần thiết. Vì bây giờ anh làm siêu âm nhưng mà có thể sau này là bệnh viện nâng cấp lên hoặc là anh chuyển qua các cái bệnh viện lớn hơn thì có thể sẽ phải làm các loại quyết định qua cộng hưởng tư. Thì nếu như là đại học chuyên khoa 1 thì các anh chị trong giai đoạn cố gắng nha. Thì cái đấy là hỏi qua để cho xem thì các anh chị có biết không, thì cái này cũng nói sẽ qua trong cái phần sau này, trong cái phần thân kính sẽ nói rõ hơn. Nhưng mà cái câu hỏi hôm nay là một cái câu hỏi mang cái tính chất bậy. Thì câu trả lời là cái tín hiệu của cộng hưởng tư, tín hiệu của cái xuất hiện trên cộng hưởng tư là nó sẽ thay đổi theo thời gian, nó tăng hay nó giảm tín hiệu là tùy thuộc vào cái thời điểm mà chúng ta chụp. Thì đây là cái sơ đồ nó thể hiện rất là hay cái thay đổi tín hiệu của cục xuất hiện nào của cái cục màu đóng đó, theo cái trình tự thời gian. Đầu tiên khi nó xuất hiện ở giai đoạn tối cấp, ở đây giai đoạn tối cấp là trong khoảng 12 giờ đầu từ khi xuất hiện, thì khi đấy thì khối máu tụ này nó sẽ có tín hiệu trung bình thấp ở trên cả chuỗi xung T1 và chuỗi xung T2. T1 và T2 là gì thì chụp hơi chúng ta sẽ giải thích rõ, những cái gì để cộng hưởng tư
là nó có nhiều tuổi dùng. Nó giống như trên các lớp vi tính chúng ta có nhiều cái cửa sổ. À vậy thì cộng hưởng từ vậy thì cách tạo ra cả cái chuỗi sống này thì chút thôi chúng ta sẽ nói, nhưng mà cơ bản thì khi nào cũng có hai cái sống, đấy là sống T1 và T2, một cái trắng một cái đen, một cách nôm na như thế. Thì ở giai đoạn tối cấp như thế này, lúc mà máu nó mới chảy ra, nó tạo thành một cái cục máu đông ở trong cái nhu mô nào, thì lúc đấy cái hemoglobin nó vẫn còn gắn với oxy, gọi là oxy hemoglobin, và oxy hemoglobin này nó vẫn còn nằm trong hồng cầu, nghĩa là vẫn còn ở trong nội bào. Sau đó cục máu đông nó sẽ tiến triển qua cái giai đoạn cấp. Giai đoạn cấp là trong khoảng từ 12 giờ đến khoảng 2 ngày, 2 đến 3 ngày tùy tác giả. Có tác giả là quy định là 72 tiếng, có tác giả thì 48 tiếng. Như vậy, tối cấp là trước 12 tiếng. Cấp thì trong khoảng từ 12 giờ cho đến 48, khoảng 72 giờ tùy tác giả. Thì ở cái giai đoạn này nó xảy ra cái chuyện gì? Đấy là oxy hemoglobin là chuyển thành deoxy hemoglobin. Deoxy hemoglobin nghĩa là gì? Nghĩa là hemoglobin mà không chứa oxy. Đấy. Thì lúc đấy cái tín hiệu của nó trên T1 thì ở cái mức trung bình, và tín hiệu của nó trên T2 thì ở mức thấp. Vì sao nó thấp? Là vì cái deoxy hemoglobin này, khi mà hemoglobin nó nhả oxy ra thì nó vẫn còn, nó chứa hai cái điện tử tự do, và hai điện tử tự do đấy nó tương tác với tương trường, nó làm cho tương trường trở nên không đồng nhất, và kết quả là nó sụt tín hiệu trên T2. Qua giai đoạn bán cấp thì xuất huyết não là người ta phân ra hai giai đoạn, bán cấp sớm và bán cấp muộn. Qua giai đoạn bán cấp sớm thì bán cấp sớm thì nó nằm trong khoảng 6-2 ngày cho đến khoảng 1 tuần, 2 đến 7 ngày. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn bán cấp sớm. Ở giai đoạn bán cấp sớm này á, nó có xảy ra một cái hiện tượng, đấy là cái deoxyhemoglobin nó được chuyển hóa thành methemoglobin. Cái methemoglobin này nó có một cái đặc điểm nữa là nó vẫn còn nằm trong tế bào. Nghĩa là giai đoạn này cái tế bào hồng cầu á, nó vẫn chưa bị lý giải, nó vẫn còn mang tế bào, nó vẫn còn nguyên vẹn, và methemoglobin nó vẫn còn nằm trong tế bào. Thì trên cộng hưởng từ á, nó có một cái đặc điểm rất đặc trưng, đấy là trên cái hình ảnh T1 thì nó tăng tín hiệu, còn trên T2 thì vẫn còn giảm tín hiệu. Vậy các anh chị hãy từ chuyển từ giai đoạn cấp sang bán cấp thì hình ảnh T2 là vẫn thấp, nhưng hình ảnh T1 là nó tăng lên, này, sáng lên. Này. Chuyển qua giai đoạn bán cấp muộn. Bán cấp muộn thì sau 1 tuần cho đến 1-2 tháng, cái giai đoạn này nó kéo dài. Này. Thì nó sẽ xảy ra một hiện tượng cũng rất đặc trưng, đấy là nó tăng tín hiệu trên cả T1 và T2. Lúc đấy là vì sao? Là vì cái methemoglobin nội bào này nó được giải phóng ra cái khoang ngoại bào, chúng ta gọi là methemoglobin ngoại bào. Vì sao giải phóng ra? Là vì hồng cầu lúc đấy nó bị vỡ. Ở giai đoạn bán cấp muộn này thì cái mang tế bào nó bị lý giải, hồng cầu nó bị vỡ và giải phóng methemoglobin ra khoang ngoại bào. Sau giai đoạn bán cấp muộn thì nó sẽ chuyển dần sang giai đoạn màn tính. Chúng ta có các cái xuất huyết màn tính. Thì lúc đấy cái methemoglobin nó sẽ được chuyển hóa thành hemosiderin. Các anh chị biết rồi, những cái xuất huyết màn tính thì chúng ta thấy có các cái viên đen 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 trên cộng hưởng từ đấy, chính là cái hemosiderin, là cái sản phẩm thoái hóa của methemoglobin. Methemoglobin thì nó từ
từ oxy hemoglobin ra từ hemoglobin, như vậy là chuyển hóa cản gì thầy, từ oxy hemoglobin và giải phóng oxy ra thành deoxy hemoglobin, rồi thành met hemoglobin ngoài vào nội vào, rồi thành met hemoglobin ngoài vào, rồi cuối cùng là hemosiderin. Ở giai đoạn mạng tính này tín hiệu của nó thấp trên cả T1 và T2. Các anh chị thấy trục tung này biểu hiện tín hiệu của T1, trục khoanh này biểu hiện tín hiệu của T2. Và như vậy thì cục xuất huyết ở giai đoạn tối cấp thì nằm ở trung gian, sau đó nó giảm trên T2, rồi nó tăng trên T1 nhưng mà T2 vẫn thấp, rồi nó tăng trên cả T1 và T2, rồi nó lại giảm về cả trên T1 và T2. Nhưng mà tín hiệu nó thay đổi liên tục, đấy là cả khái niệm lớn nhất. Như vậy khi người ta hỏi cộng hưởng từ tín hiệu cục mà cục của cái xuất hiện nào, cái cộng hưởng từ như thế nào, thì câu trả lời là nó tùy thuộc vào từng giai đoạn như thế này. Đấy, giai đoạn chính đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai các anh chị cũng nhớ cho là cái sự thay đổi này nó mang cái tính chất là nó liên tục, và nó thay đổi từ ngoài vi vào trung tâm trước. Nghĩa là có những cái lúc chúng ta thấy ở ngoài vi thì nó tăng tín hiệu nhưng mà trung tâm nó vẫn còn giảm, rồi nó tăng dần lên từ ngoài vi vào trung tâm, nó mang cái tính chất liên tục chứ không phải là từng giai đoạn cụ thể như nhảy cái bục từ tối cấp sang cấp, hay từ cấp sáng bản cấp sớm, hay từ bản cấp sớm sáng bản cấp muộn. Nó không nhảy một cách liên tục và rõ ràng như thế, mà nó sẽ thay đổi một cách tuần tự theo cái tiến trình thời gian. Nên mà nhắc lại cho các anh chị về cái sinh lý của cái hemoglobin này, là chuyển hóa qua các giai đoạn khác nhau. Đây là cái ví dụ của cái xuất huyết não trên cộng hưởng từ có ba giai đoạn. Thì hàng trên này này là chuỗi xung T1, thì hàng dưới này là chuỗi xung T2. Thì cột đầu tiên là giai đoạn cấp, cột từ giữa là giai đoạn bản cấp sớm, và cột bên phải là giai đoạn bản cấp muộn. Hàng trên là T1, hàng dưới là T2, các anh chị phân biệt được nhờ vào gì? Thì dịch não tủy. Anh chị thấy đây là não. Anh chị nào mà lâu nay không làm thần kinh hoặc học y mà ra trường lâu rồi có thể quên các cái giải phẫu, nên các anh chị phải về đọc lại. Thì cái này là có cái não thất nhá. Cái não thất này gọi là não thất bên. Có xương tráng, có xương chậm. Phía dưới gì là có cái xương thái dương, nó có ba cái xương nối nhau bởi cái thân. Thì não thất bên là giữa dịch não tủy. Thì một cái nguyên tắc đầu tiên là dịch thì nó giảm tín hiệu trên T1 và nó tăng tín hiệu trên T2. Thì khi nào thì hết? Nên các anh chị thấy một cái chuỗi xung mà dịch nó tăng tín hiệu như thế này thì đấy là chuỗi xung T2. Còn dịch mà nó giảm tín hiệu thì đấy là chuỗi xung T1. Thì dịch có thể xác định được nhiều vị trí ở não thất là 1, ở các cái rành cuồng não là 2. Ví dụ đây các anh chị thấy các rành cuồng não thì nó còn chứa dịch não tủy, nên ở đây nó giảm tín hiệu và chứng tỏ là T1. Ở đây các anh chị thấy tương ứng trên T2 thì nó tăng tín hiệu. Đó là cái thứ nhất. Bây giờ có cái xuất huyết thì đây là ba bệnh nhân khác nhau, vị trí nó khác nhau, nhưng mà nó mô tả một cách hoàn hảo thì tín hiệu của cục màu đông thì ổ xuất huyết qua ba giai đoạn. Thì cái này là giai đoạn cột đầu tiên, bệnh nhân đầu tiên là giai đoạn cấp, thì cả như thế tại vì khối màu tù ở đây tín hiệu nó ở mức trung gian, nó không đông nhất, là vì cục màu đông khi mà nó chảy ra thì nó sẽ có nhiều giai đoạn, có giai đoạn là nó mới chảy, giai đoạn nó tạo thành cục màu đông, có cái đoạn nó thành đã giải phóng thành dioxy hemoglobin, đúng không ạ? Nên thường nó không đồng nhất. Nhưng mà nhìn chung là gì? Ở giai đoạn cấp thì tín hiệu nó ở mức trung gian. Như vậy cấp là gì? Trong khoảng từ khi xuất hiện cho đến khoảng 2 đến 3 ngày, 48 cho đến 72 giờ. Trong cái khoảng này
gọi là giai đoạn cấp. Đối với xuất hiện nào thì cái định nghĩa cấp và bản cấp thì nó không quá là chặt chẽ như trong nhồi màu nào. Sau này trong nhồi màu nào các anh chị thấy thì thời gian giữa cấp hay bản cấp rất là quan trọng. Vì nó liên quan đến cái việc thời gian hoặc là làm các thiệp mặt của mình. Còn trong nhồi màu, trong cái xuất hiện nào thì cái định nghĩa nó có phần là rộng rãi hơn, flexible hơn. Qua giai đoạn bản cấp sớm là cái cột ở giữa này, bản cấp sớm thì trong khoảng giai đoạn từ 3 ngày cho đến 7 ngày, đây, tùy tác giả, 2 đến 3 ngày cho đến 7 ngày. 7 ngày là cái mốc mà nó sẽ chuyển từ giai đoạn bản cấp sớm sang bản cấp muộn. Thì cái cột giữa này là bản cấp sớm. Bản cấp sớm này có cái gì đặc biệt? T1 nó tăng tín hiệu độ xuất hiện nằm ở đây. Còn trên T2 thì tín hiệu nó giảm. Thì cục màu đông ở đây này, đây, nó giảm xuất hiện ở đây. Còn xung quanh mà nó tăng tín hiệu mạnh nên là gió người nhu mô nào nó bị phù nề. Thì như vậy, nếu có sự bất tương xứng giữa T1 và T2, chúng ta gọi là cái này gọi là cái bất tương xứng hay là sự không phù hợp giữa T1 và T2. T1 tăng, T2 giảm thì đấy là xuất hiện bản cấp sớm. Qua giai đoạn bản cấp muộn thì là sau 7 ngày trở đi thì nó sẽ tăng tín hiệu trên cả T1 và T2 anh như thấy. Đây là một bệnh nhân khác, nhưng mà cái giai đoạn thì cũng xuất hiện ở đây. Thì giai đoạn cấp nằm đây, bản cấp muộn thì cũng xuất hiện, nó tăng tín hiệu trên T1 rồi, nhưng mà trên T2 nó đúng, nó cũng tăng. Ngoài ví nó có cái viên đen đen là gì? Chính là cái viên hemosiderin. Thì như hồi tôi nói thì cái tín hiệu cục màu đông này nó sẽ thay đổi một cách tuần tự từ ngoài vào trong, từ ngoài nó biến đổi trước rồi nó biến đổi dần vào trung tâm. Xung quanh ở đây nó có cái viên phù nề của những môn nào, vì xúc hiện nào nó sẽ tạo thành một cái khối toàn trộ chèn những môn nào xung quanh và làm cho những môn nào nó bị phù nề. Các anh chị biết rồi, những môn nào nó rất là dễ bị phù nề. Một cái chấn thương nhà nó có thể gây phù nào, một cái bất thường rối loạn về chuyển hóa hoặc là về nước điện giải nó có thể gây phù nào. Các một số loại thuốc nó gây phù nào. Trong trường hợp này nó phù nào do nó bị cái khối màu tù này nó che ngạc. Như vậy ứng dụng trên lâm sàng là gì? Nếu như các anh chị đọc thông tư quen rồi thì sau này nếu như có một cái ổ xuất huyết, người ta không biết nó bị bao lâu rồi, vì như bệnh nhân không nhớ rõ hoặc là tiền sử nó không được khai thác rõ, bệnh nhân bị lơ mơ hôn mê có người nhà vân vân, các anh chị chụp lên các anh chị sẽ thấy tín hiệu. Ví dụ các anh chị thấy thì khối mà tù mà nó tăng tín hiệu trên cả T1 và cả T2 như thế này, các anh chị nói ngay à cái này là lâu rồi, khả năng cũng phải 1-2 tuần nữa đây. Còn nếu như các anh chị thấy tăng trên T1 mà nó giảm trên T2, các anh chị nói à cái này khoảng vài ngày, 3-4 ngày. Như vậy phải truy cứu lại xem thử khoảng 3-4 ngày trước bệnh nhân có bị chấn thương hay bệnh nhân có xuất hiện đột ngột các cái triệu chứng đau đầu dữ dội hoặc là yếu liệt, méo miệng hoặc là rối loạn ngôn ngữ hay không. Hoặc trong cái giai đoạn xuất huyết mà tới với cả nhìn thấy tình hình nó trung gian đến cả T1, T2 này thì nói à cái này cấp, cái này khoảng 1-2 ngày. Vậy nắm rõ cái quy luật thay đổi tín hiệu của cổng thông tư, của khối màu tù trên cổng thông tư, chúng ta có thể nói được cái thời gian một cách tương đối. Qua cái câu hỏi thứ hai, đấy là nhồi màu nào thì tín hiệu nó như thế nào. Đấy. Thì đấy cũng là một cái câu hỏi khó. Vì thực sự là tín hiệu của nhồi màu nào nó sẽ phụ thuộc vào cái chuỗi xung và vào cái thời gian. Thì cái mà chúng ta quan tâm trong cái nhồi màu nào để là giai đoạn cấp, đúng không? Còn giai đoạn bản cấp thì nó thường quá rồi. Giai đoạn bản cấp thì thường chúng ta chỉ chụp lên chúng ta theo dõi
rồi điều trị các biến chứng, rồi điều trị phục hồi chức năng, vân vân. Cái mà phân loại các thì nghiên cứu tập trung vào đấy là chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt giai đoạn cấp, cũng như là cái giá trị của cái chẩn đoán hình ảnh trong cái tiên lượng bệnh. Ví dụ như chụp lên, chúng ta nói cái này có thể điều trị tiêu sợi huyết, hoặc chúng ta nói cái này nó không có chỉ định tiêu sợi huyết, nó phụ thuộc vào hình. Tất nhiên là nó sẽ phụ thuộc nhiều vào lâm sàng, vào một số cái xét nghiệm khác, nhưng mà hình ảnh đóng vai trò quan trọng. Vậy thì trong nhồi máu não thì chúng ta có được những cái gì? Đầu tiên là cái cắt lớp vi tính. Cắt lớp vi tính gọi là các anh chị hiện đều biết rồi, đúng không? Cái CT này thì bệnh nhân nhồi máu não vào thì cũng chụp thứ quy hết, thì bệnh nhân lơ mơ yếu liệt như này chúng ta chụp CT. Thì cái đấy là khuyến cáo chung trên thế giới, hiệp hội đột quỵ của Mỹ hay là hiệp hội tim mạch của Mỹ, người ta cũng khuyến cáo là dùng cái CT thường quy, là vì CT thì nó phổ biến nhất ở các cái tuyến tỉnh, có thể có ở các bệnh viện tuyến quận, một số bệnh viện tư nhân cũng đều có CT, hầu hết là có CT. Nhưng mà có một điểm ngang đây các anh chị nhớ cho, nhớ kỹ, đấy là CT nó không nhạy, cắt lớp vi tính nó không nhạy trong giai đoạn nhồi máu não cấp. Câu này là các anh chị phải nhớ nằm lòng trong suốt cuộc đời các anh chị luôn. Đấy là đặc biệt là trong 6 giờ đầu sau nhồi máu, mà nếu chụp cắt lớp vi tính thì có thể chúng ta không thấy tổn thương, là vì CT nó không nhạy ở trong cái giai đoạn này. Còn sau 6 giờ khi mà nhồi máu nó đã rõ, cái chỗ tổn thương nó đã rõ, thì khi đấy chụp CT lên thì thấy, nhưng mà lúc đấy là muộn rồi. Như vậy đối với CT, đối với các lớp vi tính trong nhồi máu não thì có hai câu cả anh chị nhớ. Cái thứ nhất, các lớp vi tính là chỉ định đầu tiên đối với nhồi máu não, nhưng mà cái thứ hai, tuy nhiên nó không nhạy, đặc biệt trong 6 giờ đầu. Đó là lý do vì sao chúng ta có cộng hưởng từ, có cái cộng hưởng từ. Thì cộng hưởng từ cái đầu tiên nhớ cho, đó là nó rất nhạy đối với nhồi máu não, nó có các cái súng chuyên biệt dành cho nhồi máu não, và nó có thể phát hiện được nhồi máu chỉ sau vài phút sau khởi phát. Khoảng 30 phút sau khởi phát là nếu như chụp cộng từ lên, chúng ta có thể nói ngay là có hay đấy. Cái thứ hai là các anh chị nhớ cho, đối với cộng hưởng từ để là nó rất nhạy. Chứ thế vì sao nó không phải là kỹ thuật được lựa chọn, được khuyến cáo đầu tiên? Thì quay lại cái câu hồi này, để là cộng hưởng từ thì nó không phải là phổ biến lắm cho đến tận thời điểm này. Đấy, do đó nó chỉ, nếu như khuyến cáo cộng hưởng từ là cái kỹ thuật đầu tiên thì cái này chỉ áp dụng được ở một số cái cơ sở lớn mà thôi. Còn cả cái tuyến dưới họ không có cộng hưởng từ thì làm gì, mà cái tuyến đấy là nó chiếm đa số. Do đó đó là lý do chính mà hiệp hội đột quỵ của Mỹ người ta vẫn khuyến cáo là cắt lớp vi tính là cái kỹ thuật đầu tiên, là vì thế. Còn tất nhiên cộng hưởng từ thì nó tốt hơn rồi, có cộng hưởng từ thì chúng ta sẽ chụp cộng hưởng từ, nhưng mà cái khuyến cáo người ta đưa ra là nó dành cho đại đa số, cho phần lớn các cơ sở y tế thì cắt lớp vi tính vẫn là cái kỹ thuật được lựa chọn. Quay trở lại các lớp vi tính, có một cái nữa cũng phải nói để các anh chị hiểu, thì người ta chỉ định chụp cắt lớp vi tính trong đột quỵ mục đích chính là để xem có nhồi máu hay không là tất nhiên rồi, nhưng mà có một cái mục đích thực sự nó quan trọng hơn nữa, đấy là loại trừ cái xuất huyết não. Đấy, nghe còn lạ không? Thực ra nếu như các chị làm lâm sàng, các chị biết rồi, một bệnh nhân bị vào viện cấp cứu do hôn mê, do lơ mơ, do yếu liệt gì đấy, thì có một số cái chúng ta cần chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt. Cái đầu tiên là những cái không phải đột quỵ, ví dụ như có hạ đường huyết hay không này,
có bị hysteria hay không nè, có bị gọi là đồng kinh hay không nè. Nhiều khi ngồi lắm xa rồi đi, nó nghi ngờ, nó biểu hiện giống như đột quỵ nhưng thực ra không phải đột quỵ, hoặc là các nguyên nhân khác, ví dụ bệnh nhân có bị viêm não mang não hay không nè. Một số anh chị ở các cái vùng mà có cái dịch tễ viêm não lưu hành, cái này cần lưu ý, viêm não do Hestet, viêm não do viêm não Nhật Bản, đúng không? Thì phải loại trừ phân biệt. Rồi bệnh nhân có bị di căn nào hay không nè, ví dụ bệnh nhân có ung thư nào, ung thư phổi, thì hầu hết bệnh nhân ung thư phổi ở giai đoạn cuối là có di căn nào. Do đó khi mà cảm gì khám một bệnh nhân mà hỏi tiền sử, họ nói à có ung thư phổi được chẩn đoán cách đây 3 tháng, bây giờ vào viện là vì lơ mơ, vì yếu liệt, rối loạn ngôn ngữ, vân vân, thì cái đầu tiên các anh chị nghĩ ngay đấy là di căn, nhớ cho. Như vậy các loại tên được chỉ định rất nhiều, thế đấy là để cái định cái nhóm đầu tiên là để phân biệt các cái nguyên nhân khác không phải đột quỵ. Rồi trong cái nhóm đột quỵ nào á, nó sẽ có hai cái, hoặc là nhồi máu nào, hoặc là xuất huyết nào, đúng không? Nhồi máu nào thì hồi có nói qua đấy là cắt lại vi tính nó không nhạy, nhưng mà cái xuất huyết nào thì cắt lại vi tính rất nhạy. Nếu như có xuất huyết nào thì chúng ta sẽ thấy ngay trên cắt lại vi tính là một khối tăng tỷ trọng. Vậy thì các loại vi tính được chỉ định với nhiều cái lý do khác nhau trong cái đột quỵ cấp. Chẩn đoán là một phần, nhưng mà để loại trừ các cái bệnh lý khác là quan trọng hơn. Quay trở lại cái câu hỏi thứ hai là hình ảnh tổng thể của cái nhồi máu nào nó như thế nào, thì câu trả lời là nó phụ thuộc vào các chuỗi sum. Vậy thì chúng ta có sum gì? Đối với nhồi máu nào mà nói thì cái súng quan trọng nhất là súng khuếch tán, viết tắt là DVWI. DVWI gọi là viết tắt của diffusion weighted imaging, nghĩa là cụm từ khuếch tán. Thì cái này là một cái kỹ thuật chụp đặc biệt. Thì sau này các anh chị học trong cái phần cộng tư các anh chị tìm hiểu kỹ, nhưng mà ngang đây các anh chị cũng có chỉ phải lo lắng hết, là vì các anh chị không phải chụp, các anh kỹ thuật viên họ sẽ chụp cho các anh chị chỉ cần mở máy ra xem cái súng nào và xem thử nó có thay đổi hay không, tín hiệu hay không, thì trách nhiệm của anh chị là phát hiện ra cái bất thường trên hình ảnh. Để thấy bất thường là gì, cái vùng sáng sáng này này, vùng sáng sáng thôi, còn cái vùng chậm 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 này là do tác giả họ đánh dấu với vùng tổn thương. Còn trên hình ảnh cộng tư bình thường mình thấy cái vùng chậm chậm này đâu nghe. Thì trên cộng tư khuếch tán thì cái ổ nhồi máu cấp nó sẽ tăng tín hiệu. Nó tăng tín hiệu là do gì? Do nó hạn chế khuếch tán. Do vì lúc này nhu mô nào nó phù nề nhiều, nó gây hạn chế khuếch tán. Hạn chế khuếch tán là gì? Phần sau sẽ nói. Khi các anh chị bật cái máy cộng tư ra, các anh chị quay cái súng DVWI này thì luôn luôn có một cái chuỗi súng khác nó chạy kèm theo, đấy là cái ADC. Cái ADC nó thực ra không phải là một cái súng riêng biệt, mà nó là một cái bản đồ được tính toán từ cái DVWI này. Thì một cái nguyên tắc là một cái nhồi máu cấp á, thì nó sẽ tăng trên cái DVWI này và nó giảm trên ADC. ADC là gì? Là việc tắt của apparent diffusion coefficient, nghĩa là cái hệ số khuếch tán biểu hiện. Như vậy các anh chị nhớ cho, đáng lẽ chỉ cần nhớ cho là khi mà tìm đột quỵ nhồi máu nào cấp thì đầu tiên là bật cái diffusion ra, coi hai cái này xem có tăng trên cái DVWI này không, còn có giảm cái ADC không. Sau đó các anh chị quay trên chuỗi súng T2 là cái này. Khi nói qua đây cộng thứ tư thì có T1 và T2 đúng không? Mà T2 là dịch nó tăng tín hiệu,
thì đến thứ hai mình sẽ thấy cái tổn thương này nó tăng tín hiệu nhưng mà nó không rõ như trên diffusion. Anh nhìn thấy cùng một mặt cắt, cùng một tổn thương nhưng mà trên diffusion thấy rõ hơn, còn trên T2 thấy nhưng mà nó không rõ bằng. Sau này các chị sẽ có thêm một cái súng nữa, cái súng flare. Súng flare thì chúng ta sẽ thấy nó phù nè, nó tăng tín hiệu ở đây rất rõ. Flare thì thấy rõ hơn T2. Thì flare là gì? Là chuỗi xóa dịch. Tín hiệu nó tương tự như T2 vậy nhưng mà nó xóa dịch. Thì là khi chúng ta chụp cái chuỗi súng này là chúng ta xóa tín hiệu của các cái cấu trúc mà nó chứa dịch đi. Mục đích là để làm gì? Mục đích là để thấy rõ cái tổn thương. Sau đó có thể chúng ta sẽ chụp thêm một cái chuỗi súng rất đặc biệt là chuỗi súng tưới máu, cộng hưởng từ tưới máu. Thì có thể là có tiêm thuốc hoặc không tiêm thuốc và chúng ta đánh giá cái mức độ tưới máu của nhu mô não. Thì trong người cộng hưởng từ tưới máu thì nó nhiều nhiều cái thông số, trong đó cái thông số MTT là thời gian vận chuyển trung bình của cái thuốc qua cái vùng này thì chúng ta thấy nó rối loạn. MTT nên là cái thông số mà nhạy nhất. CVV ở giai đoạn cấp nên nó có thể chưa chưa thay đổi. Như vậy để trả lời hai câu hỏi hôm nay, xuất huyết nó như thế nào và có nhồi máu nó tín hiệu nó như thế nào trên cộng hưởng từ thì chúng ta mất 40 phút để giải thích. Thế là giao đâu. Bây giờ chúng ta vào một chút thì giới thiệu về cái cộng hưởng từ. Thì cái cộng hưởng từ chúng ta, cái đơn vị đó là Tesla. Các anh chị chắc là đã nghe rồi, những cái máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla hoặc máy cộng hưởng từ 3 Tesla, đúng không? Giống như đa phần ở Việt Nam chúng ta thì máy cộng hưởng từ là 1.5 Tesla. Ví dụ như máy ở bệnh viện Trường Y Dược Huế, máy quốc tế Huế hoặc là máy ở bệnh viện Trung ương Huế mới lắp là đều 1.5 Tesla hết. Máy 3 Tesla thì ít hơn. Nó chủ yếu có ở các cái trung tâm lớn, ở Đà Nẵng có một vài cái, thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều hơn, Hà Nội thì nhiều hơn. 3 Tesla thì chủ yếu dùng cho các ứng dụng nâng cao, ví dụ như là trong thần kinh hoặc là trong trong tim mạch. Tesla là gì? Chúng ta nghe về Tesla, chúng ta làm về cộng hưởng từ, làm về chẩn đoán lành thì chúng ta phải biết. Thì Nikola Tesla là một cái nhà khoa học sinh năm 1856 ở Croatia. Thì một điều dễ nhớ là ông Tesla này là học trò của Thomas Edison. Thomas Edison thì các anh chị biết rồi, là người phát minh ra về bóng đèn đấy. Cái bóng đèn sử dụng dòng điện là do ông Thomas Edison phát minh ra. Thì Thomas Edison là một trong những cái nhà phát minh nổi tiếng nhất của thế kỷ 19, đúng không? Có rất là nhiều cái công trình. Thì ông Tesla này là học trò của Thomas Edison. Nhưng mà có một sự khác biệt là hai ông sau này trở thành đối thủ về mặt khoa học. Đấy là ông Thomas Edison đó, là ông chủ trương phát triển dòng điện một chiều. Còn Tesla là chủ trương phát triển dòng điện xoay chiều. Thì ông này là người phát minh ra cái từ trường xoay và sau đấy là để sản xuất cái dòng điện xoay chiều. Thì dòng điện dẫn dụng mà chúng ta sử dụng hiện nay chính là dòng điện xoay chiều, đúng không? Hôm nay các anh chị chắc là biết hết rồi, chúng ta học vật lý thời cấp 3. Dòng điện xoay chiều là do Tesla này chủ phát minh ra. Còn dòng điện một chiều của ông Edison, hồi ông Edison mới phát minh ra thì nó có một cái nhược điểm là gì? Đấy là cái khả năng truyền tải nó thấp. Ví dụ như một cái nhà máy điện thì nó có thể phát dòng điện ra phạm vi trong vòng khoảng 1,5 km thôi chứ nó không truyền đi xa được.
không dòng điện xoay chiều của Tesla thì có thể truyền đi rất xa, từ thủy điện Hòa Bình ngoài Bắc có thể dẫn vào Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh. Thì ông Tesla này ông đóng vai trò rất là lớn trong cái việc phát triển cái công nghệ từ. Ông là người phát minh ra cái từ trường xoay này. Do đó sau này tên của ông được dùng để đặt cho cái đơn vị từ trường. Chính vì vậy mà chúng ta có máy công tử 1.5 Tesla hay là 3 Tesla là vì thế. Về đơn vị đo từ trường thì chúng ta có hai cái đơn vị hay sử dụng. Tesla chúng ta nói rồi. Cái đơn vị thứ hai là đơn vị Gauss. Thì Gauss là nhỏ hơn Tesla. Một Tesla là bằng 10.000 Gauss. Do đó Gauss thường được sử dụng để đo các cái từ trường thấp, ví dụ từ trường trái đất chúng ta đo bằng Gauss. Còn những cái từ trường lớn, các cái máy công hưởng từ hoặc là các cái nam châm điện trong công nghiệp thì chúng ta dùng đơn vị Tesla. Các máy công hưởng từ hiện nay thì có độ lớn thay đổi trong khoảng 0.75 đến 7 Tesla, trong đó phổ biến nhất là hai hệ thống 1.5 hoặc là 3 Tesla. Từ trường thì các anh chị biết rồi. Chúng ta đang sống trong từ trường trái đất, đúng không? Tuy nhiên chúng ta không cảm nhận được cái từ trường trái đất. Chúng ta chỉ biết được cái từ trường trái đất khi chúng ta lấy cái kim la bàn ra. Thì la bàn nó có cái kim chỉ Bắc Nam, đúng không? Thì các anh chị lắc cái kim la bàn xoáy về nam này thì kim la bàn nó vẫn chỉ theo hướng Bắc Nam. Nó chỉ theo hướng Bắc Nam đấy là hướng của cực từ trái đất. Thì cái cực từ nó hơi lệch so với cái cực địa lý. Cái màu, cái trục màu xanh này này là cái trục địa lý của trái đất, Bắc cực và Nam cực. Còn cái trục từ là nó bị lệch 11,5 độ so với cực địa lý. Lý do là gì? Rất là nhiều giả thuyết. Lý do mà được chấp nhận nhiều nhất là do cái sự dịch chuyển của cái nhẫn trái đất ở bên trong. Nó làm cho cái cực từ nó dịch chuyển. Về sau nó phải dịch đi nữa không thì mình không biết. Thì từ trường bên mặt trái đất nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào vị trí trong khoảng từ 25 đến 65 micro Tesla, nghĩa là trong khoảng 0.25 đến 0.65 Gauss. Chúng ta biết một Tesla thì bằng 10.000 Gauss. Vậy từ trường trái đất nó rất là nhỏ, 0.25, 0.65 Gauss thôi. Thì từ trường rất là thay đổi tùy thuộc vào vị trí. Bởi vậy các anh chị hãy nghe ông thầy địa lý, ông cầm cái la bàn rồi ông đi đo rồi ông nói chỗ này là từ trường trái đất nhiều không tốt cho người già, đúng không ạ? Nghĩa là có thật, có thể đo được. Còn tất nhiên ảnh hưởng của nó lên sức khỏe như thế nào thì chúng ta cần cả cái bằng chứng khoa học. Đấy là từ trường trái đất. Còn từ trường của máy cộng hưởng từ nó như thế nào? Thì bản chất của một cái máy cộng hưởng từ chính là một khối nam châm rất lớn. Trung tâm của khối nam châm đấy có từ trường là 1.5 Tesla. Nếu như di chuyển ra xa hơn, di chuyển ra xa trung tâm thì từ trường nó sẽ giảm. Và nó giảm theo tỷ lệ thuận với lập phương khoảng cách đến tâm từ trường. Nếu nó đang ra xa thì nó càng giảm. Có nhiều cái đường giới hạn cái mức độ lớn của từ trường, trong đó cái đường 5 Gauss là đường quan trọng nhất. Cái đường 5 Gauss này nó quy định cái vùng từ trường và từ trường rìa. Ngoài 5 Gauss này là an toàn, các thiết bị kim loại kim đồ có thể để ở trong cái vùng ngoài 5 Gauss này, nhưng mà bước qua cái vạch 5 Gauss này, đó là đơn vị từ trường anh chị biết rồi, qua cái vạch này thì những cái thiết bị kim loại, những cái vật dùng
có chứa kim loại hoặc chứa cả con chip điện tử. Ví dụ như là bệnh nhân có đặt máy tạo nhịp, máy khử rung vân vân thì không được đi qua cái vùng này, cái đường này. Khi bước qua cái vạch này thì nó sẽ bị tác động bởi tư tưởng, càng vào càng sát thì tư tưởng nó càng lớn và tác động nó càng lớn. Những vật dụng kim loại khi đưa chúng ta đưa qua cái đường năm giao này vào, nó sẽ bị hút, tư tưởng nó hút, thậm chí nó có thể hút văng cả cái xe lăn hoặc cái xe đẩy, nó văng nó dính vào trong máy luôn. Các anh chị đeo cả cái đồng hồ bước vào đây thì đồng hồ nó sẽ bị rối loạn. Đem cả cái thẻ ATM mà có cái con chip, thẻ credit card, thẻ tín dụng vân vân, bước vào trong này nó sẽ bị khử, tư tưởng nó khử, thẻ nó bị hư. Bệnh nhân mà có đặt máy tạo nhịp pacemaker mà bước vào đây thì sẽ bị hút, và cái máy này nó sẽ rối loạn hoạt động, nó sẽ gây rối loạn nhịp tim, bệnh nhân có thể tử vong. Các cái máy còn từ cái năm người ta quy định cái đường rìa này là cái vị trí mà các anh chị không được phép vượt qua nếu không đảm bảo các nguyên tắc an toàn. Vậy thì máy cầu từ 1.5 và 3 Tesla thì nó có tư tưởng mạnh như thế nào? Thế này so sánh, tư tưởng trái đất thì có độ lớn khoảng 0.25 đến 0.65 Gauss. Cái tủ lạnh, cái cánh cửa mà các anh chị khi mở ra, các anh chị thấy có cái lực từ nó hít đúng không? Các anh chị kéo ra, các anh chị thả nhẹ nó hít vào trong nó đóng kín. Thì cái nắm châm ở cái tủ lạnh á thì tư tưởng nó khoảng 100 Gauss. Cái nắm châm điện mà sử dụng ở các cái công trường hoặc các bến cảng để bốc dỡ các cái container hoặc là các cái cuộn sắt vân vân, cái nắm châm điện thì lực của nó là 1 Tesla. Còn cái máy cầu hồng tư của chúng ta đang sử dụng là 1.5 Tesla hoặc 3 Tesla. Như vậy các anh chị thấy lực từ trường của nó rất rất mạnh. Anh chị 1 Tesla nó có thể nâng được các cái cuộn sắt vài chục tấn. Thì 1.5 Tesla nó có thể nâng được bao nhiêu? Cái gì có thể nâng được hết? Đây là những tai nạn đã xảy ra, tất nhiên là không phải ở Đại học Y Dược Huế rồi, cũng phải Việt Nam mình. Trên thế giới người ta ghi nhận lại, các anh chị thấy những cái thiết bị mà bằng kim loại mà đẩy vào phòng công tư là nó hụt hết, ghế bơm tim điện, xe đẩy của máy ba nội trợ hay đẩy cái xe để đi mua đồ, giường nằm này, giường này là giường của hồi sức đây, giường ICU, có rất là nhiều thiết bị đẩy vào là nó hụt luôn. Xe bảy, xe này là xe shopping của siêu thị, nó hút luôn. Như vậy nguyên tắc là các anh chị khi mà bước vào cổng tư là phải kiểm tra kỹ có các thiết bị điện tử hay không này, có kim loại hay không này, bình oxy cũng không được đẩy vào. Cái này là cái tai nạn này xảy ra ở New Delhi, Ấn Độ năm 2014. Ông kỹ thuật viên này ông đang làm việc ở trong phòng cộng tư thì cái ông hộ lý ông đẩy cái bình oxy vô, bình oxy nó kẹt cứng hai ông này, mất 4 tiếng đồng hồ mới được đổ ra. Như vậy nếu như bệnh nhân mà chụp cộng hưởng từ mà cần phải thở oxy thì phải làm thế nào? Lúc đấy chúng ta phải sử dụng các cái túi oxy bằng bằng cao su, các bác sĩ cấp cứu hồi sức bằng cao su hết, người ta đưa vào thì cái này là có thể sử dụng được ở trong trong phòng cộng hưởng từ. Khi các anh chị bước vào trong phòng cộng hưởng từ thì các anh chị thấy ngay trên cánh cửa trước khi chúng ta bước vào là có các cái dấu hiệu này, các anh chị nhìn chắc là quen thuộc. Đó, báo hiệu cái nguy hiểm là gì? Dấu hiệu này báo hiệu đây là cái nắm châm đúng không? Còn báo hiệu là khu vực có từ trường mạnh, và điều quan trọng là gì? Cái từ trường đấy nó luôn luôn bật.
Cái này là nhiều người không nắm lắm này, nhiều người không hiểu này, cứ tưởng là khi tắt máy rồi á là từ trường nào tắt là an toàn, chỉ khi nào bật máy từ trường nào mới hoạt động, thì cái đấy là không phải, từ trường luôn luôn bật. Bởi vậy các chị nhìn cái màn hình người ta tắt đen thui không có cái tương tác gì hết, không phải thì không phải là nam châm đã tắt đâu, nam châm luôn luôn bật duy trì. Còn nam châm mà tắt là lớn chuyện, chúng ta mà tắt nam châm thì độ của cái heli nó sẽ tăng lên, nó sẽ bốc hơi, và khi mà cần khởi động lại mà nếu như thì heli nó bốc hơi quá là chúng ta phải bơm heli lại, rất là tốn kém. Một lần bơm như vậy tốn vài tỷ đồng lận. Bởi vậy các cái máy công tư luôn luôn được bật, nam châm luôn luôn bật, duy trì dòng điện, duy trì cái bơm làm lạnh cái heli. Cái heli là cái gì? Heli lỏng mà duy trì một cái nhiệt độ rất thấp, bao quanh thì các cái cuộn giấy bản, cái giấy siêu dần cộng tư nó tạo nên bởi các cái giấy cuộn giấy siêu dần, nó làm lạnh trong heli lỏng. Nhớ cho là cái từ trường nó luôn luôn bật. Tại vậy cái an toàn cộng tư là luôn luôn phải được đặt ra, khi bước vào phòng cộng tư là phải đảm bảo nguyên tắc an toàn cho dù là có chụp hay không chụp. Ở đây là người ta liệt kê một số cái tất cả các cái dụng cụ mà không được đưa vào thì anh chị hiểu rồi, chúng ta sẽ nói sau. Vậy thì cái gì là không được đưa vào cộng tử và cái gì là đưa vào cộng tử, thì những cái này, những cái mà tôi nói hôm nay là sẽ được ứng dụng trong toàn bộ cái quá trình các anh chị học và sau này các anh chị đi làm, nên những cái này là phải nhớ nằm lòng, không được quên. Đối với chẩn đoán nặng thì khi nào có cái chỉ định và chống chỉ định. Chỉ định thì các anh chị biết rồi, ví dụ như bệnh cảnh nào cần làm cái gì, ví dụ như chấn thương thì chúng ta cần chụp CT, đấy là đương nhiên. Nghi ngờ viêm phổi, nghi ngờ có tràn dịch màng phổi, chúng ta chụp X-quang, đấy là các chỉ định, đấy là đương nhiên rồi. Vậy chống chỉ định là gì? Chống chỉ định là những trường hợp mà không được phép thực hiện các kỹ thuật đấy. Ví dụ chống chỉ định của X-quang là gì? Thì X-quang hay các lớp vi tính hay các cái kỹ thuật mà sử dụng tới X thì có các chống chỉ định chung, ví dụ như phụ nữ mang thai, đặc biệt là mang thai trong 3 tháng đầu, thì chúng ta biết tia X nó có cái tác dụng sinh học, nó tác động lên phôi thai, nó có thể dị dạng thai nhi hoặc sảy thai. Thai càng sớm khi cái phôi nó càng nhỏ thì tác động của cái tia X càng lớn, nghĩa là thai trong giai đoạn sớm mà chụp X-quang rất dễ bị sảy thai hoặc dễ bị dị dạng thai nhi sau này. Còn thai mà nổi lớn hơn, ví dụ trong quý 3, 30, 32, 35 tuần mà nếu cần thì phải chụp thì cái nguy cơ nó cũng thấp hơn. Đấy, thì các anh chị thấy càng nhỏ thai thì tác động càng lớn. Và nhìn chung là chúng ta phải tránh tránh được bao nhiêu càng tốt trên đây các cái trường hợp chỉ định chụp X-quang trên bệnh nhân có thai. Cộng hưởng tư cũng thế, thì chống chỉ định của cộng hưởng tư thì nó liên quan chủ yếu chính là cái tư trường mạnh của cộng hưởng tư. Vậy những cái gì mà nó bị tác động bởi tư trường thì chúng ta không được phép đưa vào trong phòng cộng hưởng tư. Vậy thì cái gì? Nó hai nhóm, những cái chống chỉ định tuyệt đối và những cái chống chỉ định tương đối. Chống chỉ định tuyệt đối là những cái mà bắt buộc là phải tuân theo rồi, nếu mà các anh chị làm bệnh nhân sẽ chết, đấy là chống chỉ định tuyệt đối. Còn tương đối nghĩa là có thể cân nhắc lợi hại tùy thuộc vào từng trường hợp một, và nếu như không chắc các anh chị phải trao đổi với một, trao đổi với bác chủ nhiệm hoặc trao đổi với bác sĩ lâm sàng để quyết định trong từng trường hợp một.
nói về chống chỉ định tuyệt đối thì cái đầu tiên đấy là bệnh nhân mà có các thiết bị kim loại hoặc các cái công chip điện tử, máy tạo nhịp, máy khử rung vân vân trong tim. Ví dụ bệnh nhân bây giờ chúng ta có rất nhiều máy, bệnh nhân đặt máy tạo nhịp thì tuyệt đối là không chụp. Đối với các van tim nhân tạo thì sao? Cái này là phải hỏi thông tin của cái van tim này, nhà sản xuất như thế nào, vật liệu như thế nào và khuyến cáo của nhà sản xuất như thế nào. Những cái van tim mà đời cũ lâu trước đấy người ta làm bằng các cái vật liệu kim loại thì cái này là chống chỉ định tuyệt đối. Sau này có những cái van tim người ta làm bằng vật liệu sinh học, bằng platinum thì có thể chụp cộng tư được. Nhưng mà cái này là phải kiểm tra rất là xác với thông tin của nhà sản xuất, với cái loại, cái đời của cái van tim. Thì nguyên tắc là nếu như các anh chị không đảm bảo chắc chắn thông tin an toàn thì tuyệt đối là không chụp. Cái thứ hai đấy là cả cái stent mạch máu. Stent này cũng như thế, nó có nhiều thế hệ, nhiều vật liệu và các nhà sản xuất khác nhau thì phải kiểm tra rất là kỹ khuyến cáo của nhà sản xuất. Có những thì nói chung là về cái mức độ an toàn của cộng đồng tư đối với các cái vật liệu, các cái thiết bị y tế này là người ta có quy định. Ví dụ nói quy định an toàn gọi là MRI safe màu xanh đấy, thì nghĩa là có thể chụp được. Còn có mức độ thứ hai là có thể an toàn với điều kiện thì thường là người ta sẽ có cái màu vàng hoặc màu cam, đấy là MRI condition, nghĩa là các điều kiện để đảm bảo an toàn. Ví dụ như phải chụp ở máy từ trường thấp 1.5 Tesla chứ không được chụp 3 Tesla, hoặc là chụp ở các cái chuỗi súng ngắn có từ trường có cuồng chấn từ thấp vân vân. Trong chỉ định thứ ba đấy là các dị vật kim loại trong cơ thể, ví dụ như mảnh đạn. Những người mà hồi xưa đi bộ đội hoặc là có các cái tai nạn như vậy mà có dị vật kim loại trong cơ thể, đặc biệt là dị vật kim loại trong hốc mắt và trong não là chống chỉ định tuyệt đối. Có một số người có các cái dị vật kim loại ở vùng mông, ở các cái cơ đùi chẳng hạn, thì nếu như cần thiết thì có thể chụp được. Tất nhiên là phải theo dõi rất là kỳ xem thì bệnh nhân có bị đau, bị nóng ở vị trí đây không. Còn nếu như nó ở trong kỳ nào trong hốc mắt thì tuyệt đối là không, vì những cái tổn thương đấy nó những cái cơ quan này nó rất là mềm, nó rất là nhạy với những cái chuyển động, thì cái vật liệu kim loại, các cái vật kim loại này có thể bị hút, nó di chuyển, nó sẽ phá hủy. Thì tổ chức đây, bệnh nhân sau phẫu thuật dưới 6 tuần, ví dụ bệnh nhân phẫu thuật kết hợp xương, xương đùi, xương đòn, vân vân, mà trước 6 tuần thì không nên chụp. Vì khuyến cáo là trước 6 tuần thì có thể là cái xương nó chưa cố định hoàn toàn, đưa vào chụp thì có thể gây cái di lệch. Bệnh nhân có mang các thiết bị y tế hỗ trợ không tháo rời được thì xin lỗi, nghe điện thoại chứ. Rời được thì cùng chống chỉ định. Ví dụ như bệnh nhân có mang cả thì bơm tim điện, bệnh nhân bị đái tháo đường giai đoạn cuối, phụ thuộc insulin, hoặc bệnh nhân có mang cả thì kích thích thần kinh vân vân, neurostimulator thì không chụp được. Ngoài ra chúng ta cần đặc biệt thận trọng trong một số cái trường hợp sau, nên gọi là chống chỉ định tương đối. Bệnh nhân sau phẫu thuật có sử dụng các vật liệu có tư tính,
ví dụ cả clip clip mạch máu hoặc là stent đường mật vân vân thì phải thận trọng. Bệnh nhân có hình xăm, khuyên tai hoặc khuyên ở các vị trí khác trong cơ thể, các cái khuyên tai hoặc là khuyên ở mũi, ở lỗ cổ nhân hàng thì chúng ta có thể yêu cầu bệnh nhân tháo ra, vì những cái vật kim loại này nó có thể hấp thụ nhiệt, nó sẽ nóng lên mà nó gây bỏng cho bệnh nhân. Bệnh nhân có hình xăm, hình xăm thì tất nhiên chúng ta không yêu cầu bệnh nhân đi tẩy hình xăm trước khi chụp được rồi, nhưng mà chúng ta phải chú ý để những hình xăm đấy trong cái mực mà người ta sử dụng để xăm đấy nó có chứa kim loại đấy, và nó có thể hấp thụ nhiệt và nó gây bỏng cái nóng ở cái hình xăm đấy. Chúng ta phải dặn bệnh nhân nên nếu như trong quá trình chụp mà thấy nóng, thấy khó chịu thì phải báo ngay. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta phải cần chú ý và phải hỏi bệnh nhân, giải thích bệnh nhân trước khi chụp. Trường hợp nào cần phải chú ý nữa? Bệnh nhân có rối loạn điều nhiệt, ví dụ trẻ sơ sinh, trẻ nhẹ cân, những cái bệnh nhân ung thư, đặc biệt ung thư giai đoạn cuối, và chú ý. Đấy. Bệnh nhân mang thai, một cái điểm quan trọng ở đây phải nói cho kỹ, đấy là mang thai không phải là cái chống chỉ định của cộng hưởng từ. Bệnh nhân mang thai vẫn có thể chụp cộng hưởng từ được, thậm chí là chúng ta có những kỹ thuật chụp cộng hưởng từ cho thai nhi, ví dụ sau này các anh chị học là như thế này, vì tổn thương bất thường ở hệ thần kinh trung ương của thai thì chúng ta sẽ chỉ định chụp cộng hưởng từ. Tuy nhiên chúng ta phải chú ý, ví dụ như không chụp quá lâu, không chụp các súng mà nó tạo ra tiếng ồn quá lớn, nó có thể gây ảnh hưởng đến thính giác của thai nhi sau này. Bệnh nhân đang cho con bú và bệnh nhân suy thận thì hai trường hợp này nó liên quan đến cái chuyện là có tiêm thuốc hay không tiêm thuốc đối quang tử. Như các anh chị biết, trong cộng hưởng từ nó có một số trường hợp người ta cần tiêm thuốc ga đô, giống như trong các loại vi tính là chúng ta tiêm thuốc càng quang vậy, trong X quang chúng ta cũng tiêm thuốc càng quang, thì trong cộng hưởng từ chúng ta tiêm thuốc đối quang tử. Thì trường hợp mà suy thận giai đoạn 4 trở lên là chúng ta không chụp, chúng ta không tiêm thuốc. Bệnh nhân đang cho con bú thì chúng ta cũng cẩn trọng, có một số thuốc, một số loại thuốc đối quang từ là không được chụp cho phụ nữ đang cho con bú, hoặc nếu chụp thì phải dặn bệnh nhân là sau này về trong vòng 24 tiếng đồng hồ là không được cho con bú và phải vắt cái sữa để ra, vì cái thuộc đối phương tư này nó bài tiết quá khó sửa. Nguyên tắc chúng ta bài ngày hôm nay chúng ta dừng ngắn đây để các anh chị có thời gian nhớ lại những cái vừa nãy tôi đọc và tôi nói và về đọc thêm, để là cái nguyên tắc đầu tiên trong việc chụp cộng từ, để là phải đảm bảo cái an toàn. Thì ngắn hay gọi là safety first, nghĩa là an toàn là trên hết. Như vậy trong cái phần nguyên lý cộng tư này sẽ còn nhiều cái nữa, chúng ta sẽ nói trong nhiều buổi, cố gắng sẽ nói trong tuần này và tuần sau, để cuối tuần sau nữa là các anh chị các lớp ở Huế sẽ thi cái chứng chỉ này. Các anh chị ở trong Ninh Thuận thì dự kiến là sẽ vào khoảng giữa cuối tháng 6 thì sẽ có một hoặc hai thầy ở Huế này sẽ vào và ôn tập hướng dẫn cũng như là cho các anh chị thi cái phần chứng chỉ tổng quan này. Thì chúng ta tạm thời trong buổi này chúng ta dừng ngắn đây. Ngày mai thì tôi sẽ bằng cho một cái lớp ôn tập khác, chúng ta sẽ học tiếp vào chiều thứ tư cùng khoảng 4 giờ như thế này. Tôi sẽ thông báo lại về lập trường cụ thể sau. Về tài liệu đọc cái này thì có nhiều cái để các chị đọc. Trên mạng thì cả ba dạng của các thầy cũng rất là nhiều. Điều chính quy thì có cái quyền nguyên lý vật lý cộng hưởng từ trong y học
do bộ môn biên tập. Và cái quyền hình ảnh học thân kính sọ não cũng của bộ môn lần đầu tiên là nói về cái cụm từ này rất là kỹ. Các anh chị đọc hai cái đấy, tạm thời dừng ngắn này.